Ivan có 4 tuổi ngồi đánh piano, mà Ilan không nhìn Ivan, nhưng Ilan lại nhìn qua Hoàng Thi Thi để Ilan nhìn thấy cái sự chiêm ngẫm của Hoàng Thi Thi cho em bé. Chắc chắn Hoàng Thi Thi đã nhớ lại những ngày thơ ấu của chính mình. Từ ngày bé xíu, Hoàng Thi Thi đã là thần đồng của piano, quý vị ạ. Lên mấy trời,
người đi qua